Đây là gà đấy, gà đồng đấy, cắt quý mới được ăn. Quê mẫu, quê của mèo làng rồi mẹ lên đồng mà không có này thì thôi đấy, chẳng là mất mua. Thắm ngày đấy xuống miền Tây đi nước giao nó cho ăn chuột đủ tát như cậu lên hồi nó bảo chuột đấy. Đợt nhớ ra đâu anh đi được đi ai ở đi con Lâm ấy. Giờ bắt đầu tao chảy nước miếng ra mà chụp hình. Tao nhìn nó chứ. Tao quay mặt này chứ. Để quay video. Quay video mai đưa lên nó mới hành trang chứ còn cái này cho mình đưa nó nữa đâu. Tận tay quay này. Thu tiếng thu đồ vào đằng này. Đập như cậu. Có làm lòng không? Long á, Long để mai rồi. À mai rồi được chưa? Đi lấy lạc cuộc lại thôi. Ui giời ơi, con gì đây? Lấy dây bao cuộc lại thôi. Cứ phải phóng đại ra, này nó đúng là heo. Trồn nó con gì cha. Trồn rồi. Trồn nó đi. Cả đời mình chưa ăn trồn bao giờ. Đừng nướng nữa, tiếng ơi, nướng nữa nó lột da hết đấy. Bỏ hết ruột hết. Đâu làm lòng mà. Lòng thì mai rồi cũng được. Lấy mai làm rồi đây. Nó kêu lòng bỏ mày. Không ai bỏ? Tiền thằng gì nó cái lòng bỏ bậy không? Để mai làm dồi, mai ra hoàng sáng mua ít tiết nữa là nhồi vào. Mai làm lòng mèo thôi. À làm lòng mèo. Ôi con mèo đó, ôi chúa ơi. Này không béo mới lạ đấy. Không hút mới lạ.